Hello, xin chào các bạn nhé, xin chào cả nhà. Hôm nay mình review cái sản phẩm mới của mình là đèn chùm. Thì vì cái mẫu này là mẫu mình cải tiến mới nhất. Hiện nay giờ mình là làm gần thành công rồi. Trước đấy mình đã làm cách đây 3 năm, mình đã làm một cái mẫu đầu tiên là cũng không được thành công. Mình cũng xin lỗi những cái bạn đặt hàng lần đầu tiên nhé. Và mẫu thứ hai thì cũng đã ok. Và mẫu này mình sẽ cải tiến nhiều hơn sau 3 năm. Thì đấy là mica này mình tự uống cho mọi người. Và cái keo để mình giãn lại đấy cũng tự mình chế ra. À, vì có những cái keo ở trên mạng mà keo acrylic á là nó rất trong suốt mà nó giòn, mà như keo 502 thì cái kinh lực của nó cũng kinh nhưng mà nó không chịu được cái độ dẻo, nhưng mọi người nó tức nó giòn, có thể khi mình vá chạm nặng lên ở cái đèn thì nó lại nứt ra. Và cái keo này thì nó hơi mờ một chút, mọi người nhìn thấy nó hơi đục một tí nhưng mà nó rất là đảm bảo. Ở đây mọi người xem ở trong này có một cái tầng, mình làm cái tầng trong này mình thử kinh lực rồi nhé. Rồi khi đó mình mới đưa dây điện vào để sau này mình đổ dây điện, mình mới làm cái tầng thứ hai này. Đấy, mica dài 4 ly. Cái tầng thứ hai này thì mình cũng thử cho dây vào đây. Dây điện thì cả to như thế này chứ mọi người nhìn rõ cả to thế này. Và mình siết và mình cho áp lực xuống, nửa không vào. Sau đó mình mới bỏ đèn mình mới làm cái này sau. Cái dây này sau này mình sẽ làm một máy thôi nha mọi người, để có hư hỏng gì ở cái khúc này mọi người nổi thôi. Còn cái dây này mà làm to như vậy xuống được nó cảm nó trôi đi. Buộc mình buộc đá vào cái đèn rất là nhiều. Mà cái đèn này là chỉnh mới bảo, chưa tới chỉnh mới bảo thì không cần là phải giấy lượng như vậy. Giấy đó giấy tải quả lượng. Ở trong ở đây thì cái lẹt mình đã làm sẵn như thế này rồi. Mình đưa vào đây. Sau cái hàng. Ở đây là mình cho đây một cái tầng trọng lượng. Và ngoài này một cái tầng nữa. Hai lượng. Cái này thì ở bên trong mình cùng là mica mình uống lại nhưng mà đấy, mình giảm mica rồi đấy. Sau đó mình sẽ giảm kính cái này lên. Và mình đưa vào đây. Mục đích để làm gì? Cái này để vừa thẩm mỹ đẹp cho cái này dặn vào đây, vừa mình phải bỏ vật liệu năng vào trong cái này để cho bản thân cái đèn nó chìm xuống một phần, nó đỡ áp lực nữa. Nếu như mà nó tặng như thế này thì cái không khí ở trong áp lực mà chìm xuống thì buộc đá rất là năng nhé mọi người. Có thể cái này mình sẽ buộc đến 3 kg, 2 kg nó mới xuống mạnh và thẳng cái dây của mình, đưa cái đèn của mình theo chỗ đứng được, vì giá biển nó trôi chứ. Thì mình cho cái bản thân nó năng thì nó đỡ áp lực ra. Và cái vật liệu trong này thì mình bật mì sớ thì mình sẽ bảo vật liệu nó vừa năng mà vừa tản nhiệt nha mọi người, nó hấp thu nhiệt và tản nhiệt. Rồi xong mình mới dạng kính la rồi mình đưa vào cái đây. Rồi sau khi làm xong thì mình sẽ tẹt cho mọi người xem và đem ra biển tẹt luôn nhé, chứ không phải là tẹt ở trong cái thùng phí nước nữa đâu. Vì ra biển nó khả khẳng hoàn toàn vì nó trôi, nó áp lực, nó sơ, nó má xả cả sự rất là lợi. Và mình hy vọng hoàn toàn ok vì mình đã thử rồi nhé. Và xong cái này mình sẽ thử tiết cho mọi người cùng xem. Đấy, nó rất là thẩm mỹ nhé. Sau khi cũng có một đôi chục là cái keo của mình hơi lém ra, nhưng mà không sao nha mọi người. Mình làm cái đồ trang trí đẹp cho còn mình làm đèn thì nó không ảnh hưởng gì. Cái này thì một chục hơi lém cái keo ra thì mọi người thông cảm cho. Sau mình sẽ cố gắng nhiều hơn. Và ai đặt hàng thì xin liên hệ với số kết bạn Zalo của số máy của mình 0834 95 9169. Xin nhắc lại nhé cả nhà, 0834 95 9169. Đấy, nếu như đặt hàng và mình bảo hành một tháng, nếu như bị vào nước thì gửi hàng và mình sẽ hoàn tiền lại chuyển khoản, có một tiền phí luôn nhé. Đấy, mình cũng làm cái này để làm cái lòng trống. Ở video đến đây mình xin dừng lại và mình sẽ video kế tiếp thì mình sẽ tẹt cho mọi người xem nhé. Và bye bye, chào mọi người, chúc mọi người sức khỏe, goodbye.